chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi xuống đây khám phá về nhà mình. Có một số người trong làng mà thắc mắc về vấn đề làm lúa. Làm lúa. Đây. Giới thiệu về tất cả mọi người cùng biết lý do vì sao mà lúa nhà mình làm muộn. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Tại sao mà làm muộn? Mà theo tôi đã biết làm ruộng mà có một số người hàng xóm và người xung quanh đây mà muốn biết về cách làm lúa, lý do là một số mà không phải là làm muộn mà ăn của nó lâu hết mà lại nó làm muộn á. Giờ biết các bạn biết sao? Do là không kịp về các việc, nhiều việc lắm. Các bạn thấy không? Lúa nó mới xả đây này. Thấy chưa? Nó đang mọc đó, thấy chưa? Đấy. Thế vài hôm nữa là xuống đây phun thuốc rồi. Còn thứ hai nữa, vấn đề thứ hai nữa. Mà vấn đề làm ruộng đây. Thế là chứ đừng sao mà tính ra được 12 bao mà trong làng nó thắc mắc và muốn nói cho các người trong làng luôn cho biết là đây, thấy chưa, thấy ô chưa, mỗi ô này ít nhất cũng phải 2 bao 3 bao, ô này 2 bao 3 bao, vì vậy 9 ô. 9 ô. Mỗi ô được hơn bào. Mà các bạn có thấy được không? Đấy. Vì các bạn lý do vì sao mà một ô được hơn bào. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Đó. Đây là vấn đề về làm lúa. Đấy. Thấy chưa? Mà mỗi lúa mà xả xuống sau 3 ngày phun thuốc cỏ rồi sau khi 3 tuần 4 tuần là lá 3 4 mầm rồi, bắt đầu bằng phun thuốc rồi bón phân là phần NPK bỏ sau với phân lưng. Đấy. Phân lân bò trước là có thể lúa rất là tốt, với lại đảm bảo cho cái cây lúa luôn. Vì sao? Lúa nó đang phát triển mạnh, vì vậy mới bỏ vào phân lân. Bỏ phân lân xong á là phải bỏ phân sau cỡ 10 ngày bỏ phân NPK. Đó. Nếu mà các bạn muốn làm lúa rất đơn giản. Phải bón phân, cách bón phân tốt nhất. Các bạn hỏi vì sao mà mình được hơn sao thua là chưa được một sao, vì mình bón phân kém, với lại không đu thời điểm, đu thời điểm của nó vừa chẳng hạn mình sau mình 15 ngày sau mình phải bón tiếp. Vì thế lúa nó rất tốt. Khi mà nó vàng, các bạn phải nhớ lúa nó vàng phải nhớ phải bón cho nó đàng hoàng. Đấy. Đấy. Cách làm ruộng như là cách của đấy. Đây. Có thể nói cho các bạn hiểu luôn về vấn đề lúa. Đây. Đây, cây lúa này. Đó. Các bạn phải nên nhớ phải 2 lá 3 lá phải bón phân. Bón phân lân trước khi các bạn làm phải bỏ bón phân lân đây sau 15 ngày sau đây, thấy chưa? Đây có một số một bên là lúa rất tốt, đây bên này là lúa rất tốt đây. Các bạn biết sao không, lúa bên này là tốt còn bên này là nó không có. Các bạn nên nhớ
do là hôm bữa các bạn nó xả mà các bạn cua với mặt đất của nó còn nước cho nên nó không mọc. Đó, các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Đó, bên kia nó xanh lè thôi. Đó, bên kia nó mọc đấy, đều, thấy chưa? Đẹp chưa? Còn bên này là do hôm bữa bạn không chú ý cho nên nó không mọc. Vậy đấy. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy đẹp chưa? Đó, các bạn phải nhớ mỗi khi các bạn là phải cua cho nó đều xong, cho nó khô nước các bạn mới xá. Xá xong nhớ phải làm nước cho nó còn càng. Sau 3 ngày các bạn phải phun thuốc. Phun thuốc xong sau 15 ngày sau mà nó có lá xong bón phân. Bón phân chừng nào nó lá 3-4 lá rồi các bạn phải